Chị biết đến Reform là do Covid nha. Xong ở nhà rảnh rỗi quá mới tìm một vài cái chỗ học. Thì đã học Fox từ rất là lâu rồi, và khi mà Fox mở trung tâm có thể nói là mình là một trong những người đầu tiên đăng ký để mà học ở bên này. Qua một người bạn ở trên Facebook 10 năm về trước á, hồi thời sinh viên, video cũng ngọt mà không có dám đi học, cũng ngại. Thích lắm nhưng mà kiểu cũng chưa có dám bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, sợ. Mà mê lắm, mê. Cả ngày chỉ có nhảy múa. Bạn em là giáo viên, cảm thấy là mình thiếu cái sự nữ tính á, tò mò đăng ký thử. Đó nè, bị thất tình trái tim tan vỡ. Sau khi mà mình lập gia đình á thì mình chỉ biết đến gia đình thôi, và mình không biết chăm sóc bản thân mình, còn không làm mình nữa. Mình cảm thấy đẹp và mình muốn mình đẹp như vậy thì mình đi học thôi. Học ở BFOP gần 1 năm rồi đó. 4-5 năm rồi. 1 năm rồi, 7 tháng. 10 năm rồi. Trời ơi, hơn như vậy nữa. Tại vì khi mà đến với BFOX á, mình cảm thấy một cái năng lượng rất là cao từ các chị em BFOX. Ai cũng đẹp, ai cũng dễ thương. Mọi người rất là động viên nhau để trở nên tốt hơn. Đặc biệt là từ cô giáo, người mà truyền cái động lực, cảm hứng cho mình để mà mình nêu vân như ngày hôm nay. Tự tin hơn và sexy hơn. Khám phá ra được bản thân của mình quan trọng nữa. Quan trọng là mình cảm thấy vui, mình cảm thấy hạnh phúc khi mà đến lớp. Bớt đàn ông hơn, có sự sexy hơn, có sự nữ tính hơn, và quan trọng là tự tin vào bản thân của mình. Tự tin thể hiện trước ống kính, trước đông người. Thì bởi vì trước đó em là một người rất là nhút nhát. Mình dần dần mình sẽ phát huy những cái mà phụ nữ vốn đã có sẵn. Sexy hơn, quyến rũ hơn, mình tự tin hơn. Thấy là gần như chị không đạt được cái kỳ vọng của chị luôn, mà hình như là chị đã thay đổi hẳn cái kỳ vọng của chị. Tuy nhiên khi là chị đến BFOX thì chị muốn là chị đẹp hơn, chị có thể trở nên sexy hơn, quyến rũ hơn. Nhưng mà từ từ khi mà chị đến BFOX á, cái chị cảm thấy là chị quên luôn những cái đó. Chị cảm thấy là chị thích bạn bè BFOX hơn, thích cô giáo hơn. Nhưng mà nhờ, có lẽ là nhờ mình vui, mình gắn bó với mọi người nên tự nhiên là mình đẹp hơn, và mình quên mất là cái mục đích ban đầu mình đến BFOX luôn. Với BFOX thì mình hy vọng là BFOX có thể phát triển được nhiều hơn. Không chỉ là một cái bộ môn nhảy, sẽ mang cái nghệ thuật này và truyền cảm hứng đến cho nhiều chị em phụ nữ yêu bản thân mình hơn qua cái điệu nhảy. Biết chăm sóc mình hơn, có thể mang đến cái niềm vui và cảm hứng cho các chị em phụ nữ. Năm mới mình chúc BFOX càng ngày càng phát triển, cho chị em chúng mình tìm đến sau những cái căng thẳng và khám phá ra bản thân của chính mình. Là BFOX có một cái trung tâm bự hơn để cho mọi người khi mà đến học á thì chị an tâm mà học hơn, không phải giành giật cô giáo nữa. Chúc cho BFOX ngày càng phát triển hơn và càng đông học viên hơn, mở rộng ra to hơn để có nhiều lớp hơn.